Kính thưa quý vị, bữa nay là ngày 4 tháng 9 năm 2022, là trong cái tuần lễ cuối cùng 3 ngày của lễ Bồ Đề, tức là ngày nay thì sư phụ Lăng Nghiêm sáng nay và kế đó là bảy biến Phật đản cầu thắng, sư phụ hướng về tất cả các đệ tử mà đã làm lễ quán đảnh ở trên Youth Center và mới đây ở tại làng Di Đà Côn Rô. Thầy xin dâng sớ cầu an cho Phật tử Nguyễn Văn Phúc, Pháp danh Thiện Phước, sinh ngày 4 tháng 2 năm 1944. Để vấn đề giải nghiệp thì tôi nhắc lại để Phật tử sẽ nắm rõ. Đức Phật có 4 điều Ngài không làm được. Thứ nhất là Đức Phật chỉ độ người có duyên với Ngài. Người không có duyên Đức Phật độ được không quý vị? Không. Không. Cái thứ hai đó là nhân quả của ai Đức Phật không có thể lãnh thế được, phải không quý vị? Cái thứ ba là Đức Phật không thể cho trí huệ, mà Đức Phật chỉ dùng cái phương tiện về thuyết kinh khai thị và dùng mọi cái phương tiện để cho mình tự khai mở trí huệ. Đức Phật không cho mình cái trí huệ Phật đã có, vợ con Phật Phật cũng không cho trí huệ, mà Phật bắt phải đi tu rồi từ từ La Hầu La cũng khai mở trí huệ, bà Gia Du Đà La cũng khai mở trí huệ, và bà Di Mẫu cũng khai được mở trí huệ. Và cái điều thứ tư là gì quý vị biết? Điều thứ tư là gì? Cái vấn đề đó mà kiến tánh là tự mình nha, đừng có nhớ nha. Thứ nhất là Phật độ người có duyên, thứ hai là nhân quả của mình á thì Phật không có giải được. Nhưng mà tại sao giải nghiệp ở đây là tôi nhắc lại cái điểm này, là tôi xin khất nợ ha. Một cái điều này quỵt nợ là khác nha, mà khất nợ được không? Dạ được. Bây giờ hồi đó mình chưa hiểu đạo, Thiện Phước gieo nhiều cái ân oán với chúng sanh nhiều đời, nó ghét lai đến chờ, mà tại sao nó không có đòi ngay cái lúc còn khỏe? Tại lúc nó phước mình còn trẻ đó, cái phước mình nhiều, tức là cái phước của đời trước mình nhiều. Bây giờ ở đoạn cuối rồi thì phước đã 70 mấy rồi, cho nên á ngôi gia trái chủ nó ghét lai. Cho nên có nhiều người lầm tưởng nói là thầy thông lai làm những cái chuyện mà Phật làm không được. Phật nói nhân quả của mình Phật không có thể xóa được, nhưng mình có thể khất nợ để rồi sau khi đó mình đối nghiệp giảng sanh và lên đó mình được Phật Di Đà dạy dỗ cho tới khi mà mình có đầy đủ cái ngũ nhãn lục thông, có thần lực của một vị Bồ Tát, thì mình xuống đây mình trả nợ đó. Tôi có hiểu để đừng có hiểu lầm là Đức Phật là 4 điều Đức Phật làm không được. Và cái chân lý cái cuối cùng là cái điểm thứ tư, là chân lý không thể dùng ngôn ngữ mà diễn tả, đúng không quý vị? Cái chân lý khó lắm, cái chân lý coi như là nói về cái Phật tánh, cái chân tâm nó chỉ dùng cái phương tiện thôi. Để rồi thí dụ cho mặt trăng mà thầy dùng cái ngón tay thầy chỉ, tụi con cứ nhìn lướt nhìn lui, thì nào tụi con thấy được mặt trăng thì tụi con quên cái bàn tay đi. Còn tụi con á mà thấy cái bàn tay của thầy chỉ như lời nói của thầy mà tụi con kẹt vào danh tự đó, thì tụi con sẽ không thấy được mặt trăng mà cũng không biết cái đó là bàn tay của sư phụ. Cho nên cái điều đó là chân lý, Đức Phật không thể nào dùng lời mà nói, đúng không quý vị? Cho nên Đức Phật nói là cái bài kinh vô tự, trong cái quyển kinh này nó cũng là bài kinh vô tự này à. Người nào mà tụng kinh mà không hiểu thì có đọc giống như là bài kinh vô tự, đúng không tụi con tưởng bài kinh vô tự là thầy A Nan nói về thiền tông, nhưng mà trong cái quyền nghĩa trong mỗi bộ kinh đó mà tụi con không nắm rõ thì tụi con đang đọc cái bài kinh vô tự đó, thấy chưa? Cho nên tụi con từ từ tụi con hiểu. Cho nên sáng nay thầy gửi một cái thông điệp đến những người đã từng được thầy quán đảnh. Chúng ta quán đảnh không phải cầu cho giàu, không phải trì chú Phật đảnh để cầu cho đẹp, cầu làm vua cõi đất rồi chúa cõi trời, mà khi những đức Phật tử đang bị nghiệp nó khảo thì sư phụ nhờ để chúng mỗi người cùng tụng. Tại vì á chúng ta không thể nào mà tụng được 1.080 biến với cá nhân của chúng ta được, mà chúng ta phải nhờ cái lực
của đại chúng. Cho nên bữa nay chút xíu nữa sau cái thời Lăng Nghiêm này là cái thời để cho thầy tụng, để thắp dây cho thiện phước đắc giới. Chắc chắn là trong cái thiện nhận giới của thiện phước, tôi không có biết thiện phước đã thọ bao nhiêu giới, nhưng mà năm cái giới căn bản đó, sát sanh, trộm cướp, quậy tình, khẩu nghiệp và uống rượu thì ít nhiều thiện phước cũng có khiếm khuyết, phải không? Cái thứ hai là tôi xin khất nợ. Khất nợ có nghĩa là xin với quan gia tế chủ trong cái thời kinh này tha cho thiện phước. Kể từ đây nếu mà quý vị thấy thiện phước bước về khỏi cái đạo tràng này sau khi hoàn mãn pháp tu này mà thiện phước trở lại bình thường đó, thì con cháu của thiện phước biết rằng quan gia tế chủ đã nhận cái lời khất nợ. Khất nợ không có nghĩa là quỵt nợ, mà chờ cho thiện phước đầy đủ nhân duyên để rồi sau đó thiện phước sẽ hứa trả nợ mà còn trả lời nữa nhé. Cho nên đây là cái mà thầy nêu rõ. Phật phạm chỉ độ người có duyên, Đức Phật chỉ độ người có duyên, người không có duyên Phật độ không được. Thứ hai là nhân quả mình gieo Đức Phật không lãnh thế được, dòng họ Phật khi tỳ kheo đi về Đức Phật còn không lãnh thế được. Đấy, thứ ba là hồi nãy thầy nói là cái gì, quý vị biết thứ ba là cái gì? Hả? Không thể xem ở nhân quả của Đức Phật không thể cho mình trí huệ để kiến thánh được. Và cuối cùng là cái chân lý tối thượng của Đức Phật, tức là nói về cái Đức Phật ra đời khai thị nhập Phật tri kiến đó, là cái đó không thể dùng ngôn từ. Bởi vì các thiền sư hồi giảng mà dùng đủ thứ hết. À, con chó có Phật tánh không? Không. Có con chó có Phật tánh không? Có. Rồi Phật là gì? Nó là cục khô. Tức là nói tới những cái dơ quế nhất mà đem xứng cho ông Phật để cho mình đừng có chấp Phật đã âm thanh về sắc tướng. Cho nên tụi con hiểu rằng Phật không cho mình có trí huệ, mà Phật dùng phương tiện để mình tự khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Cho nên hôm nay cái thời giải nghiệp này hoàn toàn nó không đi sai bốn cái mà Phật không làm được, là xin khất nợ. Xin khất nợ để cho cái như là những quan gia kế chủ nhiều đời của thiện phước hãy coi như là thương tình cho thiện phước, xin khất nợ. Thiện phước biết là thiện phước có gieo cái quan gia với các chúng sanh, cho nên hôm nay xin khất nợ để rồi thân an thì tâm nó mới an và mới tạo được cái công đức niệm Phật để rồi độ cuối cuộc đời được xả báo, được giảng sanh mà mang đối nghiệp, tức là mang nợ mà về cõi Tây Phương. Rồi tới ngày nào mà thiện phước gặp Phật, thiện phước được khai mở trí huệ, thiện phước có thần thông, có ngũ nhãn như là những gì mà Bồ Tát rồi phải trở lại cõi này để mà trả nợ xưa nghiệp cũ. Đó là cái gì thì phụ sinh đệ tử và các người trên online, nếu mà chút nữa cái thời kỳ tụng mà tôi chỉ cần cái số chỉ là khoảng chừng là 100 người hoặc là trở lại thôi, 100 người mà chúng ta tụng hoặc là 200 người là chúng ta có thể đạt cái số đó. Đó, đối với thầy như vậy, chút nữa coi con số vào trong live stream, thấy không? Tôi chỉ cần 200 người thôi, 200 người mà chúng ta tụng 7 biến thì chúng ta cũng được trên số 1.800 rồi, đúng không quý vị? Đó là những cách mà sư phụ dùng cái lực của đại chúng. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị tụng Lăng Nghiêm rồi dân sớ. Cái thời này sư phụ xin chỉ giải nghiệp ưu tiên cho thiện phước thôi, thì cũng không có tạm niệm. Rồi sau buổi trưa này thì có sớ tụng siêu này nè, lúc mà tụng kinh đó, buổi trưa nó lúc 10 giờ tới 12 giờ thầy sẽ đọc sớ. Còn riêng buổi sáng nay thầy tụng để thầy kết dây đỏ và thầy cho đeo cho thiện phước. Cái dây này chúng nó trước để phước đeo giữ gìn bình thường, vô cầu vô tắm gì cũng được hết. Đi vô cầu thì có thể tháo ra xong sạch sẽ tắm lại không có tệ gì hết. Nhưng mà cái dây khất nợ này giống như cái hợp đồng, khi nào mà thiện phước đã đi về cõi Phật rồi đó thì Huệ Minh phải đem trả lại cái dây này cho sư phụ. Tại sao? Tức là các vị hộ pháp họ theo cho tới khi nào họ bảo vệ cho thiện phước ở kiếp công đức, cho tới khi nào mà thiện phước đã hết nghiệp ở cõi này rồi đến nghiệp giảng sanh thì phải trả. Rồi để thầy mở cái bút này ra, mở cái bút này ra, tức là coi như là không có được cho ta không có đi theo nữa. Cái gì hộ pháp chư tiên họ không theo nữa, mà họ theo thiện phước không có nghĩa là họ theo không, mà họ biết là cái người này có cái quyền là khất nợ
sau đó trở về gặp Phật Di Đà rồi sẽ trở thành Bồ Tát. Mà họ theo Bồ Tát thì họ biết rằng là cái người này sau này sẽ lợi chúng sanh nha. Cho nên nhớ kỹ, thời kinh này không cầu cho thiện phước giàu, không cầu thiện phước làm vua làm chúa, mà cầu xin khất nợ để thân được an thì tâm mới được lạc, và lúc đó mới có đủ cái phước duyên để dẫn sanh. Cho nên sáng nay thầy đem thí nghiệm đầu tiên chú Lâm Nghiêm, là kế đó là phải Phật đảnh tôn thắng để biết. Và nếu mà những cái lời mà liên sớ của Thiện Chấp Thích Thông Lai mà cảm ứng được chư vị hộ pháp, thì sau khi đeo cái dây này xong thì phản hồi trong 20 phút thôi và Thiện Phúc sẽ thấy thay đổi. Và sau đó về nhà và đó chúng ta lấy cái điểm đó để chúng ta tu, chúng ta nhớ là khất nợ chứ không có quỵt nợ, vì Phật cũng không làm được. Nhưng mà Phật có để lại những bài pháp để mà giải trừ nghiệp chướng bằng cách là chúng ta khất nợ rồi chúng ta nợ sau đó.